chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát, đài phát thanh vĩnh long sông, sông, sông. Chương trình đọc truyền đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyền đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 8 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang. Xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Dần gia Kim Thanh không còn dấu liên về những chuyến đi bí mật vào thời gian cuối tuần nữa. Cho đến một hôm, Thanh dẫn bạn trai là một người Mỹ về nhà và tuyên bố sẽ sống chung. Bà Đan Phượng không phản đối, cũng không đồng tình ủng hộ việc làm của con gái Kim Thanh còn Liên phải dọn ở chung phòng với mẹ Phượng. Từ khi đến ở tại ngôi biệt thự này, Liên chưa từng một lần bước chân vào phòng mẹ nuôi, nên giờ đây, khi bước chân vào, cô ngạc nhiên bởi cách bài trí toàn một màu hồng ngọt ngào. Đặc biệt, trên bàn phấn có hàng tá chai nước hoa thâm lừng. Đây là điều gây tranh cãi giữa hai mẹ con bà Phượng. Nếu mẹ Phượng yêu thích sử dụng nước hoa mọi lúc mọi nơi, thì ngược lại, Kim Thanh không thích những hương thơm đó. Ngay cả khi cùng ngồi ăn chung, khẩu vị của họ cũng đối lập nhau. Trong một lần chồng Kim Thanh đi vắng, cô rủ Liên sang ngủ chung và nhỏ to tâm sự. Đến lúc này Liên mới hiểu nhiều hơn cuộc hôn nhân đầy tính thương mại của chị mình. Chồng chị là một phi công làm việc có thời hạn ở Việt Nam. Biết hắn sắp hết hạn và quay về Mỹ nên Thanh tìm cách kết hôn để được sang Mỹ hợp pháp. Một mảnh ghép bí mật về gia đình bà mẹ nuôi được bung ra. Liệu còn bao nhiêu mảnh ghép nữa mà Liên chưa được biết đến? Kính mời quý vị và các bạn đồng hành cùng chỉ liên trong phần chính bộ tiểu thuyết Một kiếp lên lên của nhà văn Thu Trang để đồng cảm và sẻ chia những thắc mắc, những hoài nghi của cô gái mới lớn. Sáng hôm sau, tôi xin phép về nhà. Robert đưa cho tôi 20.000 đồng với một cây viết kiểu rất đẹp. Ông ta nói: Anh yêu em. Em cầm tạm ít tiền xài đỡ trong ngày. Mai anh sẽ đưa thêm nghe cưng. Còn cây viết này, em giữ làm kỷ niệm. Nhớ đêm đầu tiên mình gặp nhau. Khi nào buồn nhớ anh, em hãy soi lên ánh sáng. Em sẽ gặp bốn kiểu hình trong đó và cứ coi như hai đứa mình đó bao giờ cũng gần nhau. Thôi, tạm biệt người yêu bé bỏng của anh. Tối nay anh sẽ rước em. Robert bế sóc tôi lên mà hôn say xưa như không muốn rời ra. Tôi phải hối ông ta. Thôi cho Liêm về, trễ quá rồi anh. Robert còn ngó theo tôi với vẻ lưu luyến cho tới khi tôi kêu xe taxi và đi khuất. Cả ngày hôm đó tôi sống trong một tâm trạng rất kỳ cục Tôi tới ba Coi anh quản lý làm ăn ra sao Rồi về nhà Lăn ra giường mệt mỏi Liệm đi Sau một đêm đầu tiên trong đời Được Robert lên lớp nghệ thuật Làm tình kiểu Pháp Khi tỉnh dậy đã 4 giờ chiều Tôi tắm rửa Uống một ly sữa lạnh Rồi tới ba ngồi chờ Robert Khoảng 7 giờ tối, Robert tới cùng hai người bạn Giữ phép lịch sự Rupert hướng dẫn hai người bạn Tiếp xúc với các cô gái Khi Thảo và Mai qua Cùng hai ông bạn kia dẫn nhau đi khách sạn Rupert tiến lại chỗ tôi Dịu dàng nói Em chờ anh có lâu không Cho anh xin lỗi nghe Vì dẫn bạn theo Nên đã làm em phiền lòng Tôi nghĩ thầm trong bụng Để ra tôi phải cảm ơn ông chứ Vì ông đã mang lại lợi tức cho tôi mấy cô kia tha hồ môi tiền của bạn ông có chi mà tôi phải phiền lòng tôi giả bộ cười buồn nói có gì đâu bạn anh cũng như bạn liên mà rupert liền nhấc bổng tôi lên và âu yếm đành vậy nhưng ngọn lửa trong lòng anh biểu rằng anh có lỗi với em đã ngó nhau rồi mà không được gần thì khác nào như một hình phạt hay là em hết yêu anh rồi Nghe Robert nói vậy tôi tức cười Nhưng lại nghĩ Được, đã thích leo dây Thì cho leo dây luôn thể Tôi chuồn hai tay ôm chặt lấy đầu Robert Mà dít xuống làm bộ nhõng nhẽo Biết anh ghê Anh mất tật đó từ bao giờ vậy? Chỉ ưa chụp tội cho người khác Còn mình thì... Không kịp chờ tôi nói hết câu Robert dầu dàng năng nỉ Thôi bé, cho anh xin mà. Ruben ngồi xuống ghế rồi hỏi luôn. Bữa nay Liên về sớm được không? Anh có chuyện cần bàn với em. Chuyện chi anh? Mình nói luôn ở đây không được sao? Không, chuyện này phải về nhà. Chỉ có hai đứa mình, anh không thích nói ở đây. Liên có thể chịu anh được không? Tôi nghĩ rồi gật đầu. Dân, anh chờ Liên chút xíu nha tôi cho kêu người quản lý tới dặn dò công việc của ba, rồi cùng Robert về phòng riêng của ổng. Robert đã chuẩn bị sẵn cho cuộc gặp này. Biết tôi ưa trái cây, nên Robert đã bày sẵn trên bàn một đĩa lớn hoa quả. Tôi nhấm một trái bom ăn ngon lành. Cử chỉ tự nhiên đó làm cho Robert rất hài lòng. Có chi uống không anh? Tôi hỏi giọng dò dĩnh ừ nhỉ anh sơ ý quá đây anh đã chuẩn bị sẵn để đón em mà rupert vừa nói vừa mở tủ lấy một ly sữa lạnh đưa cho tôi riêng rupert ông ấy uống một ly cà phê rất đặc nhấp vài ngụm nhỏ rupert bắt đầu nói điên à anh mong muốn một điều này không biết em có đồng ý với anh không từ bữa gặp em anh đã có ý nghĩ đó nhưng mãi tới hôm nay mới dám nói hy vọng rằng em sẽ không từ chối rupert ngó tôi vẻ chờ đợi tôi bình tĩnh nói xin mời anh cứ nói anh muốn rằng liên sẽ là vợ anh chúng mình sẽ làm giấy sống chung anh sẽ bao cả cuộc sống cho em để em đỡ vất vả vậy em có đồng ý không cưng của anh rupert đã nói trúng ý của tôi tôi vẫn mong điều đó sẽ đến. Nhưng thiệt tình, tôi cũng không ngờ nó đến nhanh và dễ dàng như vậy. Tôi hoàn toàn không có tình yêu với Robert. Mặc dù chưa một lần yêu, sau khi bị thịnh cướp mất sự trinh trắng của đời con gái, tôi cũng chưa lúc nào nghĩ tới chuyện mình phải yêu một người như thế nào. Nhưng Robert đến với tôi, sự buông tuồn của một đêm qua đi buộc tôi phải suy nghĩ. Robert nói ổng yêu tôi nhưng tôi dư biết rằng ổng đã lừa dối ngay cả bản thân mình. Vậy thì dạy gì mà tôi không nói yêu ổng? Nhớ tới Marie bữa đó, tâm sự với tôi về người chồng Pháp của nó, nó biểu. Ta có yêu gì nó? Nhưng cứ nói là yêu đi. Mình có mất gì đâu mày. Bây giờ cặp với tụi Pháp là lợi nhất đó. Vì tụi này rất sợ mày biết không? Ta chẳng cần làm gì, cũng dư tiền xài, mặc sức đi chơi, chẳng ai ngăn cấm mày có ưng lấy chồng pháp bữa nào tao giới thiệu cho tôi biết marie có lý và chừng nào câu chuyện vẫn đang nằm trong mục đích kiếm tiền ăn chơi chốc lát tình trăng tình cuội một vài đêm thì tôi sẵn sàng làm như marie nhưng đây lại là chuyện xây dựng gia đình nghiêm chỉnh là sự ràng buộc vợ chồng là chuyện của cả một cuộc đời nếu tôi thích như vậy thái độ nghiêm túc của robert buộc tôi phải suy nghĩ chín chắn mấy phút trôi qua mà tôi vẫn chưa quyết định được khi tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đầy khích lệ của robert anh tiến lại nắm tay tôi càng hỏi thế nào bé bác anh trong hoài muốn đỏ con mắt rồi nè cái chân tình của rod làm cho tôi tin chắc đây là thời cơ hiếm có để đứt đoạn với cuộc sống lậu hồng nhưng lần đầu đi lấy chồng mà phải gặp với một người ngoại quốc tôi vẫn thấy nó khó ăn nhập thế nào ấy tôi ấp úng trả lời cảm ơn anh liên rất sợ cuộc sống làm vợ rất sợ sự ràng buộc nên anh cảm phiền lựa người khác nếu anh thực sự muốn lấy vợ việt nam còn liên liên chỉ ưng là một người tình thôi robert vẫn nài nỉ anh không muốn lựa ai khác ngoài em vô cái vị trí đó liên có hiểu anh không anh thương em thiệt tình anh muốn lo cho em một cuộc sống đàng hoàng như ngày xưa ông rod đã lo cho mẹ em đó sao em nở chối từ nỗi thực tâm của anh bỗng nhiên lòng tôi cuộn lên nhớ mẹ toàn thân tôi bị sai ngây ngất tưởng như cuộc đời mẹ đang sống dậy nhập vào số phận tôi do một phép luân hồi kỳ lạ ôi cái đứa con nít rủ rượi như đóng vẽ rách trên chuyến tàu di cư năm 54. Cái đứa học trò bị bỏ quên run rẩy trước các bà sơ cô nhi viện ngày nào. Thế mà chỉ hôm sớm, bỗng biến thành một người đàn bà giàu sang, cao cả, kẻ hầu người hạ, oanh liệt kém ai. Phép lạ đó, tôi biết chắc nó sẽ thành nếu tôi nhận làm vợ Robert. Nhưng nó đã thành khi mẹ nhận làm vợ ông Ross. Robert im lặng. Căn phòng im lặng. Tôi như đang chìm trong nỗi buồn vui khó tả. Hai giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống mu bàn tay. Tôi nghe đâu đây cái âm điệu thiết tha của những lời khuyên hồi nào của mẹ và chị Kim Thanh về đồng tiền sắc đẹp, về cuộc sống và nhân tình. Tôi nói với Robert. Liên tin lời anh. Thế là từ bữa đó tôi và Robert sống với nhau. Tờ sống chung được làm theo đúng thủ tục ngay sáng hôm sau. Robert dọn hẳn về ở với tôi. Cuộc sống nhàn hạ, êm đềm của những ngày đầu làm cho tôi cảm thấy hứng thú. Công việc ở ba tôi giao hẳn cho người quản lý và bà chủ nhà lo liệu. Lúc này tôi không cần tiền nữa vì nguyên số tiền của Robert cho tôi cũng dư xài. Tôi thích thú thấy mình được nhiều cái hơn hơn mẹ. Chúng tôi không ai có con riêng. Robert chưa lấy vợ ở Pháp và cô tôi như vợ chính thức. Khác với ông Ross, chỉ cô mẹ như chỗ trú chân. Tôi dành hẳn cuộc sống chính cho gia đình. Rõ rãi thì giờ, tôi cũng bày biện ra những điều bận rộn quen thuộc thời còn dưới mái nhà mẹ. Hết tưới cây, tỉa hoa, sửa sắc đẹp, thay đổi mốt quần áo, thì lại tiệc tùng và hội nhất nhất đều dựng lại y như cũ khác với mẹ phượng chăng là ở chỗ đua đồi uống rượu mùi hút thuốc lá và đặc biệt say mê bài tứ sắc cũng khác cả với chị kim thanh chị thanh chuộng những cơn tình dục rực lửa với bất cứ người khách nào nhiều tiền còn tôi thì chỉ thủy chung với robert thụ động để cho anh ngày này qua ngày khác từng chút từng chút lôi cuốn vào một nếp sống mới lạ mà tôi chỉ biết nhắm mắt đi theo như một người vợ hâm hở và dễ bảo. Đó là một nếp sống hoàn toàn theo lối Âu, Mỹ thời nay của các nhà doanh nghiệp quốc tế ăn chơi lỗi lọc. Trong mùa sinh hoạt, Robert tỏ ra có tính kế hoạch chi ly và chặt chẽ. Chẳng hạn như từng ngày trong tuần, ông ta quy định cho tôi mặc áo màu nào, trang điểm theo kiểu cách nào, cả trong sự làm tình, Robert cũng chia theo lịch. Đêm thứ bảy là gần nhau lâu theo nghệ thuật. Đêm thứ tư là gần nhau chỉ với bổn phận người chồng. Nhưng lúc tôi rỗi thì tha hồ học thêm trên phim nhựa, tranh ảnh, sách vở kiêu dâm mà Robert, Anh Bonner không thiếu loại nào. Trong suốt thời kỳ sống chung, không bao giờ Robert làm sai lịch. Còn tôi thì sau gần hai năm làm một người vợ chính chuyên cắt cớ thai lại tiếp thu vào một thứ văn minh ma quỷ của nghề chủ chứa mà đôi khi tôi thì thầm mách bảo lại cho các cô gái trong ba mà không khỏi thẹn thùng chút đỉnh về kiến thức và tài nghệ của mình Robert rất nhiều bạn bè phần đông là người pháp và một ít người tàu đám người này thường tụ tập ở nhà tôi ăn nhậu và bàn chuyện buôn bán tôi rất ít chú ý tới công việc của họ vì tôi không thích chen vô chuyện người khác. Nhưng rồi một lần tôi thấy Robert và cả hội của ổng chuẩn bị một cuộc đón tiếp thiệt long trọng. Tôi tưởng đâu đông khách lắm, nhưng khi tới chỉ có một người đàn ông. Người này khoảng 40 tuổi, có dáng nhanh nhẹn, tháo giác. Họ bắt đầu ăn nhậu rồi bàn chuyện thời cuộc, tới chuyện hiệp đồng mần ăn. Tôi nghe một ông trong hội của Robert nói, Tụi này rất ơn anh hai Mong anh hai lưu ý giúp cho Chứng này trót lọt Thì lời thu về tụi này không quên phần anh đâu Người kia dễ quan trọng Khó đấy Mình tôi sơ sở đã đành Nhưng còn phải qua bao nhiêu cửa nữa Tụi nó sát ăn lắm đó nghe Lơ mơ không trúng ý tụi nó Thì chỉ có mà đi đứt Được Anh hai cứ yên tâm mà Tụi này bao giờ cũng biết điều hơn người khác Chứ đâu đến nổi Nói qua lại một lúc lâu thì câu chuyện lăn xuống. Dường như sự mặc cả giữa đôi bên đã ổn. Robert kêu tôi lại nói. Liên đi kiếm dùm một cô gái nào khá khá chút nha. Tôi đoán chắc là ông khách kia yêu cầu. Nhưng giờ hỏi. Chi vậy anh? Sao lại kêu có một cô thôi à? Robert suyệt khẽ rồi nói. Chà quan thế đó. Ông đồ chi chẳng phải chiều tụi anh mời ông đó tới cốt vậy để nhờ ổng giúp cho chuyến hàng này mà. Ba ngàn mét so pháp đó. Phải chuyện chơi đâu. Thôi, đi đi bé. Nhớ kiếm cô nào sạch sẽ chút nha. Tôi chợt phật ý, nhưng rồi đành chiều Robert. Đã là chủ ba, thì nề hà chi chút việc làm ma cô gọi gái. Nhưng chỉ vài giờ sau, Robert lại bảo tôi ra ngủ tạm nhà ngoài để nhường phòng ngủ của hai vợ chồng cho tên quan thuế đi gái. Còn Robert thì nhậu chơi bài tới tận sáng luôn. Đến nước này thì tôi ức ứa họng. Cái buồn ngủ thiêng liêng của đôi vợ chồng đã biến thành căn nhà chứa. Tôi toàn cãi lại Robert nhưng lại thôi. Tất cả những gì Robert đang cung phụng cho tôi đều từ những cú ấp phe như vậy mà ra cả. Không lý giải được cuộc đời. Từ đó tôi đâm ra buồn chán hết muốn làm chính chuyên chi cho thêm sầu thêm tuổi tôi bắt đầu mang bầu sự mệt mỏi nặng nề càng làm cho tôi buồn chán hơn tôi xa lánh các vũ trường rạp hát và uống rượu nhiều hơn chơi bài nhiều hơn để tìm quên còn robert ông ta cũng bắt đầu quan hệ với những cô gái khác tôi dư biết điều đó nhưng không hề có ý nghĩ ghen tuông với ổng miễn sao ổng cứ cung phụng cho tôi khi nào cũng dư giả tiền xài là được Lúc này tôi lại cần có nhiều tiền để chạy theo con bạc. Được cái Robert rất chịu tôi trong chuyện này. Bất kể lúc nào tôi cần tiền và cần bao nhiêu, ổng cũng có ngay. Tôi nghĩ thế là quá đủ. Từ giờ thì tôi cũng chỉ cần ở Robert có vậy thôi. Tôi chơi bài thâu đêm suốt sáng. Robert phải la lên. Cô chừng mệt đó liên. Em cần giữ sức khỏe cho tốt. Nay mai sắp làm mẹ rồi. Còn vất giả nhiều đó. Robert đi về thất thường nhưng vẫn tỏ ra quan tâm đến vợ lắm. Có bữa tôi đau bức tử, ông cuốn khuất lo chạy thầy thuốc về khám bệnh và cắt thuốc cho tôi. Nhưng cái tật của tôi không khỏi, cứ hết đau là tôi lại ngồi lì ở sòng bài. Phải nói nếu không chơi bài thì tôi thấy vô cùng buồn chán. Tôi cũng bắt đầu uống được rượu mạnh, mỗi ngày phải tập vài ly rồi làm gì mới làm. Gặp khi thu bài thì không chừng uống cho cả sự cay cú mới thôi. Tôi mang bầu được 5 tháng thì Robert có công chuyện phải về Pháp. Ông nói sẽ ráng thu xếp để qua Việt Nam trước khi tôi sanh. Robert rất thận trọng nhắc tôi chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên thức đêm nhiều. Tôi cũng gật đầu dân dạ để cho ổng yên tâm mà đi. Nhưng rồi đâu dẫn đấy, thậm chí tôi càng lao theo các dần đỏ đen của con bạc hết ngày tới đêm. Số tiền Robert để lại cho tôi bồi dưỡng sức khỏe và phòng khi đau yếu. Tôi cứ rút dần đi chơi bài. Tôi bị thua liên tục. Càng thua tôi càng cay cú, ném tiền ra chơi cho đã. Thế rồi số tiền của Robert chẳng mấy đã cạn. Tôi buồn bã tới ba, tính thu xếp lấy một món tiền để chuẩn bị cho ngày sanh. Anh quản lý thấy tôi mừng rỡ nói. Cô Liên, sao cô đi đâu lâu vậy? hôm nay mới tới. Ở đây các cô ấy nhắc tới cô hoài. Khi tôi hỏi tới số tiền thu được trong thời gian qua, thì anh ta tròn mắt. Ủa, tiền bà chủ Mai Chi nắm cả rồi. Cách đây ba ngày, bà còn tới giác sạch trơn. Bà nói bà và cô sẽ tính toán với nhau mà. Tôi sững người. Sao bà Mai Chi lại nắm cả tiền mà không nói gì với tôi? Chắc phải có điều gì mờ ám đây. Tôi nghĩ vậy và đi kiếm bà chủ nhà để hỏi cho ra nhẽ. Tôi vội vàng về nhà và sang phòng bà Ma Chi. Tôi cố giữ nét mặt bình thản trước khi gặp bà. Nếu bà biết điều thì tôi sẽ làm hòa ngay, miễn là hai bên cùng có lợi. Quái quanh thai, cửa phòng bà Mai Chi đã khóa chặt. Không hiểu bà lại đi đâu rồi. Tôi chán ngán về phòng mình nằm giật ra giường và cảm thấy sự mệt mỏi nặng nề lên tới tột điểm cái thai trong bụng đang cựa đạp. Nó nhắc tôi phải chuẩn bị đón nó ra đời. Sốt ruột quá, tôi đành kiếm chị làm để hỏi thăm Mai Ra chỉ biết bà chủ đi đâu. Tôi gặp chị đang lau chùi mấy thứ đồ dùng ở nhà bếp. Tôi hỏi ngay. Chị Tư biết bà chủ đi đâu không? Chị Tư ngó tôi ngại ngùng rồi nói. Thưa cô bà chủ đi, dặn không được nói cho cô biết. Khó hiểu quá, Tôi đứng, tôi đứng lặng đi một hồi lâu và lên tính cho tôi biết có một sự gì không hay. Tôi gần hỏi chị Tư, giọng này nỉ. Chị cứ nói đi, tôi cần lắm chị Tư à. Có thể tôi đã bị bả gạt chăng? Cô vẻ mặt thiểu não của tôi, chị Tư không nở dấu giếm, chị nói. Cô Liên à, cô còn trẻ nên dễ tin người quá. Đúng là cô bị lừa gạt. Bà Mai Chi á, bà đã đáp máy bay đi Hồng Kông cùng với một ông tên là Thịnh rồi căn nhà bà đã bán cho một ông người Pháp cách đây một tuần ông ta đã tới nhận nhà và trao tiền mặt hẹn chừng tháng nữa ông ta đưa vợ con về đây ở tôi tái mặt không ngờ bà chủ lại trở mặt với thôn chi vậy và tôi chợt nhớ có một đêm cách đây chừng 10 ngày tôi thoáng thấy bóng Thịnh cái tên đã cướp mất cuộc đời con gái của tôi bây giờ lại đồng lõa với Mai Chi để cướp trọn số tiền trong tay tôi. Sự uất ức làm tôi không khóc được nữa. Chị Tư thấy tôi buồn, chị ái ngại. Xin cô đừng giận tôi nghe cô Liên. Bà chủ dặn tôi tuyệt đối không được nói điều gì với cô. Khi bà chưa đi, á bà giao hẹn. Nếu việc bị lộ, cô hay được thì chỉ có tôi nói thôi. Bà sẽ trừng trị cho biết mặt. Hôm nay bà đi rồi, tôi mới dám nói với cô thấy cô buồn làm tôi cũng ân hận cảm ơn chị Tư tôi đâu có giận chị chị đừng lo bây giờ chị biểu tôi phải làm gì mất hết tiền mất nhà còn đứa con trong bụng sắp ra đời tôi căm thù bà má chi biết dần nào chị Tư an ủi thôi cô đừng có buồn nữa buồn cũng chẳng lấy lại được mà cô càng không thể theo chân họ sang Hồng Kông được đâu bà Mai Chi và nhân tình của bà mới đi bữa qua. Nhưng hôm nay chắc họ đã yên ổn ở một thành phố nào đó rồi. Có trời mà hiểu nổi. Cô lo cũng cố lại ba. Làm ít ngày lấy tiền thuê nhà, đặng còn xanh chứ. Tôi dắt óc suy nghĩ làm cách nào để lấy lại số tiền nơi bà chủ. Một tia hy vọng chợt lóe lên trong óc tôi. Dì Linda. Chỉ có dì Linda mới làm được việc này vì dì quen thân cả với bà ma chi và thịnh dì lại thông thạo đi về trên đất hồng kông nhưng chẳng lẽ tôi lại tới để xin dì giúp trong khi tôi đã tự thề là từ mặt với dì mà bỏ mấy triệu bạc trong túi bà ma chi thì tôi không chịu nổi rốt cuộc tôi vẫn phải quyết định nhờ dì Linda tôi tới nhà dì Linda gặp lúc dì đang chuẩn bị đi đâu chẳng rõ dì đón tôi từ cổng Liên tới chơi hay có chuyện gì đó Ma quá hà Con nhỏ sắp trở thành bà mẹ rồi Chứ đùa đâu Mới đó thôi mà Dì vừa nói đó vừa ngó thôi cô bộ nét lắm Tôi vô đề ngay Liên tính phiền gì một việc này không biết có được không Việc gì đó Cứ nói đi coi nào Tôi kể tỉ mỉ cho dì nghe Vì dụ bà Mê Chi gạt tiền tôi đi Hồng Kông với Thịnh. Dì nghe coi vẻ ngạc nhiên lắm, dì biểu. Tụi nó liều quá ha Vậy con tính sao bây giờ Liên nghĩ vì là người quen với bà Mai Chi và ông Thịnh Đi lại thông thạo ở bên luôn Liên nhờ gì qua bệnh gặp hai người kia Lấy cho Liên phân nửa số tiền Mà bà Mai Chi mang theo Đó là tiền thâu được ở ba mấy tháng nay Bà cưỡng sạch Không trừ lại một đồng nào Lại còn biết mật bán cả nhà cho người khác Dì giúp Liên Liên sẽ lo cả giấy máy bay đi về Và tiền ăn cho dì ở bển Dì chịu không dì cười. Cô bé yêu cầu việc lớn quá đó. Nhưng thôi được. vì tình nghĩa với Phượng. Đến đá này chẳng ngại chi cả. vậy bao giờ lên đường nào? Con tính ngay ngày mai. Con sẽ lo vé. vì chỉ việc lên máy bay mà đi thôi. Dì như chị người làm công cho biết. Họ mới đi bữa qua mà gì Có thể họ cũng chưa đi đâu xa. Nên dì kiếm còn dễ. Đỡ giấc giả gì à. Ở nhà dì Linda về, Tôi tức tốc nhờ người lo vé máy bay đi Hồng Kông Tính cả hai lần đi về Tôi tới ba lấy thêm được ít chục ngàn Để cho dì Linda xài thêm Mua ít trái cây cho dì ăn đường đỡ mệt Rồi lái xe thẳng tới nhà dì Tôi trao cho dì tất cả vé máy bay, tiền và quà Không quên cảm ơn dì trước Dì hẹn lâu nhất là một tuần sẽ trở về Tôi đợi một tuần, mười ngày, rồi hai mươi ngày Vẫn không thấy tâm hơi dì Linda đâu tôi linh cảm rằng lần thứ hai tôi lại bị dì linh đa gạt mãi tới hôm tình cờ gặp được người nhà lão thịnh vừa từ hồng kông sang mới hay là dì đã ở lại hẳn bên ấy lấy một ông chồng hừa qua và đang cùng với mai chi và thịnh tính kế chung lưng hùng vốn mở một nhánh làm ăn với bọn buôn gái quốc tế thế nào đó nghe xong câu chuyện tôi không còn đủ sức để nhận ra cay đắng nữa lần đầu tiên vào đời tôi bị rơi luôn vào giữa vòng tay của những con người bịp bợm trơ tráo nhất. Mà khi mẹ Phượng còn sống, tôi vẫn thật thà tưởng rằng họ chí cốt như ruột thịt. Tôi đã toan lên xe, mở máy lao đi thật nhanh, rồi cho đâm vào gốc cây chết đi cho rảnh, thì sực nhớ ra là mình đang mang bầu. Chỉ còn 10 ngày nửa tháng là sinh. Vì vậy, dẫu tím ruột bầm gan, tôi vẫn phải gác mối thù và sự khinh tổm sang một bên chờ ngày có dai có trả. Dân, thưa các bà, các gì như Mai Chi, Linda, các bà giỏi. Chỉ vì tôi không biết theo gương mẹ Phượng. Mẹ khôn ngoan, rắn giỏi, mẹ lịch thiệp, nhưng già dơ. Nên các gì các bà không dám giờ đến, không dám dở ngón. Được, tôi tha thứ cho họ, cho các gì các bà. Họ là thầy dạy tôi, vào đời phải biết lừa, biết ác. Hãy coi chừng, những người sẽ đến với tôi sau này, trên con đường tôi đi, nếu Đức Chúa Trời đã định cho tôi phải đi tiếp con đường mẹ Phượng đã dẫn tôi vào. Buồn chán và bối rối, tôi cũng quýt điện cho Robert qua, sợ rằng khi sanh không biết trong cậy vô đâu. Rất may là Robert qua được hai ngày thì đứa bé ra đời. Chúng tôi kiếm một căn phòng khác cùng ở trong khu chợ lớn Robert đã rất chu đáo sắm đồ cho đứa bé từ bên Pháp mang về. Những ngày tôi mới sanh, Robert tỏ ra đặc biệt ân cần. Thấy tôi buồn, Robert nhẹ nhàng khuyên nhủ: Anh xin liên, em đừng buồn nữa. Có đáng gì đâu, anh sẽ đền bù cho em. Anh chỉ mong em hãy quên đi tất cả để lo bổn phận làm mẹ. Robert đặt tên cho đứa bé là Ziki. Cháu trai kháo khỉnh và rất giống Robert cũng có thể đó là lý do khiến Robert phải lưu tâm tới nó nhiều hơn. Còn đối với tôi, tôi rất thương Ziki. Nhưng sự bận biểu và những điều gần như trói buộc đã làm tôi cảm thấy ngại ngùng và phần gì tôi chưa quen nuôi trẻ nữa. Tôi yêu cầu Robert mướn cho tôi một bà vú chuyên việc bế ẩm và chăm sóc Ziki. Robert bằng lòng ngay và sau hai ngày tôi đã có người sang sẻ. Ricky được bà vú già bế ẩm cả ngày lẫn đêm. Mỗi ngày tôi chỉ phải cho nó bú hai ba lần thôi. Bà vú già rất hiền lành và chăm chỉ. Tháng tôi trả cho bà 12.000 con nuôi. thưa quý vị, chưa kịp hết ngạc nhiên về cuộc hôn nhân đổ chát của bà chị Kim Thanh, thì Liên tiếp tục há hóc miệng ngỡ ngàng khi biết bà mẹ nuôi đang phượng thỉnh thoảng đưa người tình trẻ về nhà vào đêm khuya. Mấy lần định hỏi mẹ nuôi về việc dì Linda, bạn mẹ, hay liếc mắt nhìn mình kèm theo nụ cười bí ẩn, nhưng không được vì mẹ Phượng đang tắt bật chuẩn bị giấy tờ cho chị Thanh theo chồng đi Mỹ. Nhằm thế chân Thanh trong việc quản lý ba rượu, bà Phượng đưa Liên tới tập tành làm quen với công việc với các nhân viên và cả khách làng chơi thường xuyên lui tới. Ba ngày sau, vợ chồng Kim Thanh bay đi Mỹ, liên và mẹ phượng đưa họ ra sân bay Tân Sơn Nhất. Cảnh người đi kẻ ở thật buồn. Những cái dễ tai, lời hứa hẹn của con gái sẽ trở lại thăm mẹ dường như không giúp cho bà Phượng vượt qua nỗi đau mất mát. Bà ngã bệnh, nghỉ làm quán ba, không thiết ăn uống. Mọi công việc lớn nhỏ của quán đều được giao lại cho Liên, một cô bé 16 tuổi. Nỗi buồn rồi cũng qua đi, sự thương nhớ lắng xuống tận đáy tâm hồn, tưởng mọi việc sẽ được khởi động lại tốt đẹp, nào ngờ bà Phượng bị một cơn đau thắt ngực phải nhập viện. Bà đang phượng bệnh gì? Liệu bà có vượt qua lưỡi hái tử thần không? Để có câu trả lời, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng nhà văn Thu Trang đi tìm ở phần 10 tiểu thuyết một kiếp lên đơn trong chương trình đọc truyện đêm khuya thứ hai, 25 tháng 5 năm 2020. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe thân mến chào tạm biệt